Đây là vườn cam sành rộng gần 1 hecta của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn 7, xã Ngọc Quang, huyện Đắc Hà. Tuy mới trồng được gần 6 năm thôi, nhưng hiện bình quân mỗi cây cam sành cho khoảng 30 kg quả. Ngoài diện tích cam sành, còn có 2 hecta cây ăn quả như sầu riêng hạt lép, mãng cầu xiêm, quýt trồng xen trên cùng diện tích. Ông Dũng cho biết, mỗi năm gia đình thu về từ 6 đến 700 triệu đồng, rất ổn định, không lên xuống thất thường như các loại cây trồng khác. Ngoài chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, làm cỏ, thu hái, gia đình thu lời trên dưới 400 triệu đồng. Công tác mà phòng trừ sâu bệnh mà cho cây cam sành đấy là nó quan trọng nhất, là cái lúc mà bắt đầu nó chuẩn bị ra đọt non. Và đồng thời là bắt đầu khi ra hoa. Cho nên là cái công tác là phòng trừ cái sâu vẽ bùa là một này, nhện đỏ là hai này, bọ xít mũi là ba này, bọ cánh cứng là bốn này. Những cái con dịch hại đó là nó bắt đầu coi như nó phá hoại vào cái lúc mà bắt đầu nó vừa nhú đọt non. Ông Dũng cho biết, để có được vườn cây như thế này, hàng ngày phải kiểm tra, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Nhiều hộ gia đình người dân tộc thiểu số bước đầu đã thành công trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng xen cây ăn quả, đem lại lợi nhuận cao. Trong đó có gia đình chị Y Nga ở làng Con Dế, xã Ngọc Quang, huyện Đắc Hà. Mặc dù Y Nga chỉ có 2 sào diện tích cam sành trồng xen trên vườn cà phê, nhưng năm ngoái đã thu bói được trên 1 tấn quả cam sành. Gia đình chị bán lẻ được 25 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với cây cà phê. Đó là chưa kể tiền thu hoạch cà phê trên cùng diện tích. So với trồng mì cà thì trồng cam thì lợi nhuận nó cao hơn, nó cao hơn so với mình trồng lúa ruộng hoặc là mì á. Thì trồng thì cách trồng thì cũng giống mình trồng cà thôi, cái kỹ thuật thì vợ chồng thì cũng trồng đó rồi bón phân rồi cái gì mà nó bệnh gì đó thì ảnh cũng chịu khó, rồi vợ chồng cũng chịu khó tìm tòi rồi kiếm cái gì để mình trị nó. Tại làng Con Dơ Năng, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Dẫy, có 3 kỹ sư trẻ đã đầu tư trên 2 tỷ đồng để cải tạo 5.000 m2 đất đồi hoang hóa, trở thành 5 nhà màng trồng dưa lưới. Đây là mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, cây trồng vào bầu, áp dụng tưới nhỏ giọt bằng hệ thống tự động, không sử dụng hóa học trong quá trình chăm sóc cây, phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thảo dược và từ tinh chất chiết xuất tự nhiên. Khi cây ra hoa, thả ong trong vườn để thụ phấn cho toàn bộ diện tích nên vườn cây đạt chất lượng cao. Dự kiến trong năm 2020, vườn dưa lưới này sản xuất cung ứng 70 tấn quả, doanh thu trên 2 tỷ đồng. Chúng tôi trồng mô hình dưa lưới này phục vụ cho người dân Kon Tum là chủ đạo. Vì người dân mình phải ăn được trái cây của mình, sau đó là các tỉnh lân cận như Gia Lai, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế. Và hiện tại chúng tôi có chuyển ra một số ra ngoài Bắc, một số vào Nam, nhưng mà số lượng nó không đáng kể. Nhưng mà chúng tôi sẽ chăm sóc từng nhà, từng người và từng quả để mọi người được ăn một loại trái cây chất lượng nhất. Tỉnh ban hành cái chủ trương chính sách hỗ trợ riêng có về phát triển các loại cây ăn quả. Cây ăn quả, đặc biệt là cái cây sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Ví dụ như là các cái chính sách chuyển đổi thì sẽ hỗ trợ người dân để chuyển đổi, tức là hỗ trợ cái nguồn kinh phí để mà hỗ trợ lãi suất để bà con chuyển đổi sang cái sản xuất cây ăn quả. Rồi hình thành các cái hợp tác xã để gắn kết giữa người nông dân và các cái doanh nghiệp để mà tiêu thụ sản phẩm của bà con làm ra. Tỉnh Kon Tum hiện có 4.000 hecta cây ăn quả, tập trung ở các huyện Sa Thầy, Đắc Hà, Đắc Tô, Con Plông, Con Dẫy và thành phố Kon Tum. Tỉnh đã có dự án phát triển bền vững cây ăn quả. Theo đó, từ nay đến năm 2025, tăng diện tích lên 8.000 hecta, dự án góp phần tăng trưởng bền vững cây ăn quả, tăng thu nhập và việc làm trong ngành nông nghiệp, thúc đẩy sản phẩm cây ăn quả của tỉnh hội nhập với nông nghiệp trong nước và thế giới.